vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông, khán giả. Cả hai đã trải qua 3 lần hòa giải nhưng không thành do không đạt thỏa thuận về phân chia tài sản, quyền nuôi con. Chiều mùng 2 tháng 12, phiên tòa sơ thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã diễn ra. Tại phiên tòa, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức có 2 giờ để chứng minh bản thân đủ điều kiện nuôi con với hội đồng xét xử. Nữ diễn viên cho biết suốt hơn 1 năm qua, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc, nuôi nấng hai con. Đồng thời, người đẹp cũng chứng minh thu nhập ổn định, bản thân cô cũng kinh doanh riêng, có đủ tài chính để lo đầy đủ cho con. Nữ diễn viên còn cam kết sẽ để gia đình chồng cũ cùng nuôi dưỡng, giáo dục các bé. Tuy nhiên, phía Nghiêm Đức lại không đồng tình với lý lẽ của Diệp Lâm Anh. Chồng cũ nữ diễn viên cho rằng cô hoạt động trong giới giải trí nên giờ giấc thiếu ổn định, rất khó có thể chăm sóc hai con nhỏ cùng một lúc. Sau cùng, tòa án quyết định Nghiêm Đức nuôi con trai, Diệp Lâm Anh chăm sóc con gái. Cuối năm 2021, hôn nhân của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức xảy ra lục đục, cả hai trải qua nhiều lần hòa giải nhưng không thành.